lấy là nhân của hạt sen hay là gọi là nhân của liên dục ấy, người ta tách ra thì tách rất cẩn thận, nếu mà tách nhiều quá thì nó sẽ gãy. Đấy. Cái phơi của cái tâm sen này ấy, thì là phơi vào bóng râm để thoáng thì có cái màu xanh như này. Tác dụng của cái tâm sen này là gì? Là dưỡng tâm an thần. Cái kết hợp của bài thuốc trong trường hợp là bệnh nhân mất ngủ kéo dài thì là kết hợp gồm có tâm sen, táo nhân, thảo quân minh và bá tử nhân. Có thể ra thêm nữa lạc tiên để gì tăng cái giá trị của cái dưỡng tâm an thần khi mất ngủ kéo dài điều trị. Thang thuốc sử dụng trong trường hợp bệnh nhân mất ngủ này, đấy, sút cân này, thì điều trị sẽ như bài tứ quân tứ vật, đấy, kết hợp vào và gia giảm thêm tâm sen này, để gì tăng cái giá trị của bài thuốc lên là an thần. Trong trường hợp trẻ con mới đẻ, mới sinh ấy, thì là điều trị trong trường hợp là gọi là khóc 3 tháng, khóc dạ đẻ đấy, thì là mỗi lần dùng là từ 5 đến 10 gram. Để hãm nước uống cho trẻ, coi như dùng cái thìa nhỏ cho trẻ, bón cho trẻ vào miệng. Thì cái tác dụng mà trẻ coi như đỡ nóng trong người này rất tốt. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn.
tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.